Thùy Nhung mến chào tất cả quý vị khán giả của đài Việt Face TV Houston. Quý vị thân mến, Thùy Nhung đang ở tại văn phòng của nghị viên Steve Lay, District F. Ngày hôm nay, Thùy Nhung có một cuộc gặp gỡ rất là quan trọng với lại nghị viên để ông có thể thông báo với chúng ta về tình hình an ninh ở tại thành phố Houston của chúng ta nói chung và tại khu vực Bel Air của chúng ta nói riêng. Thùy Nhung xin chào anh ạ. Chào Thùy Nhung và kính chào quý khán giả của Việt Face TV. Vâng, thưa anh, trong cái thời gian gần đây thì ở cộng đồng của chúng ta đã rộ lên rất là nhiều thông tin về những cái việc mà bị ăn cướp cũng như về rất là nhiều cái vấn đề mà tị nạn gọi là lừa gạt ở trong cái khu cộng đồng Bel Air của mình, và nó dấy lên một cái vấn đề làm cho cái lòng bất an của người dân nó rất là lớn. Bây giờ thì không biết với cái tình trạng như vậy thì thành phố của chúng ta đang có những cái chuẩn bị hay những cái kế hoạch gì để mà đối phó lại với những vấn đề này không ạ? Thì như Thùy Nhung biết là đây là một cái trường hợp rất là nho nhỏ mà đã xáo trộn trong cái cộng đồng của chúng ta cũng mấy tháng nay, nhưng mà trước đây thì cũng rất nhiều những cái công việc khác mà làm cho cái khu của mình nó bất an và cũng rất nhiều người mà lo sợ. Thì trong cái năm ngoái và năm trước đó thì văn phòng của Steve Lay đã bỏ ra là 250.000 đồng để cho bên cảnh sát họ tăng cường cái số lượng của cảnh sát mà đi tuần trong cái khu mình. Thì trong cái thời gian đó nó có rất là nhiều cái kết quả tốt, nhưng mà những cái thành quả tốt đó, nó rất là ngắn hạn, là bởi vì sau khi mà mình hết cái tiền đó rồi đó thì những cái an ninh nó lại trở lại. Thì trước hết thì Steve Lay cũng muốn nhắc nhở cộng đồng của chúng ta cũng giống như là những chủ thương mại là lúc nào cũng nên nhận những cái tiền khác ngoài ra cash only. Bởi vì hãy nhận cash only, để cái bản cash only là cũng giống như là mình mời ăn trộm ăn cướp vô nhà mình rồi. Mình nói chúng tôi chỉ có tiền mặt thôi, mà tiền mặt là dễ dàng vô cướp rồi đi, không có phải lo gì hết. Thì đó là cái cách mà để mà mình giữ an ninh. Vấn đề là có rất là nhiều cái người mà ăn cướp á, họ biết trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta là hay xài cash nè. Họ có thể theo những cái người chủ thương mại đi về tận nhà để mà ăn cướp, hoặc là vừa mới ra khỏi ngân hàng là người ta canh không biết làm sao mà biết mình vừa lấy tiền ra người ta ăn cướp. Hoặc là với những người phụ nữ như mình á, là thường hay là xách những cái giỏ xách rồi hay để bên xe hông những cái xe, và chưa kịp khóa cửa xe thì lên xe đã bị ăn cướp mất rồi. Thì với những tình trạng như thế thì thường thì Thùy Nhung thấy là ở trong cộng đồng của chúng ta là bị cướp xong rồi la làng lên một trận rồi không ai có thông báo gì hết cho cảnh sát biết. Cái đó là cái khó khăn của người gốc Á Đông của chúng ta nói chung, người Việt của chúng ta nói riêng, là khi mà bị trộm cướp ấy, thì lại hay là chia sẻ với bạn bè, chia sẻ với gia đình và nhắc nhở là đừng đi đến đó ăn nữa, đừng đi đến khu đó mua đồ này kia nọ nữa, nhưng mà mình không có tìm cái tận gốc của nó và mình không có cái giải quyết. Thì cái giải quyết của bên cảnh sát cũng giống như là từ ngày đầu mà Steve Lay nói đó, là mình phải báo cho cảnh sát biết. Là bởi vì mỗi một lần mà mình báo cho cảnh sát là mỗi lần cảnh sát họ ghi xuống hồ sơ là cái khu đó là bất an ninh. Thì khi mà cái khu nào mà thấy là có nhiều người báo cho cảnh sát thì họ sẽ tăng cường cái bên cảnh sát, không phải là cần phải chờ đến Steve Lay kêu họ. Họ sẽ tự động họ tăng cường cái sự đi tuần của những cảnh sát ở khu đó. Nhưng mà người gốc Việt của chúng ta thì như là Thùy Nhung nói là la lên rồi thôi, bỏ đúng qua rồi. Nhiều người nói là cái đó là cái số xui của tôi, hoặc là thôi số phận gì đó của tôi, chẳng thà là mất của hơn là mất thân chẳng hạn, rồi cái bỏ ra, bỏ qua một bên. Cái đó là sai, là bởi vì bây giờ là mình mất của nhưng biết đâu tương lai mình lại mất thân. Thành ra mình phải nói cảnh sát. Tại vì cũng có những cái trường hợp là đã bị ăn cướp vào tới tận trong cái cơ sở thương mại đó, rồi có những cái trường hợp mà bị bắn chết người ở trong những cái cơ sở thương mại. Thì cái đó là những cái trường hợp rất là đáng tiếc đã xảy ra. Có những cái trường hợp thì Nhung nghĩ là khi mà thấy khách hàng của mình đứng ở trước tiệm của mình bị ăn cướp, nhưng mà người chủ của cái cơ sở thương mại đó cũng lặng yên và không làm gì cả. Đúng vậy. Họ nhiều khi họ sợ nên báo lên rồi cái khách hàng biết là chỗ mình bị ăn cướp là không tới, nhưng mà thật sự ra cái đó là sai. Thùy Nhung biết cách đây 20 năm trước thì ở dưới Midtown, tức là cái khu Việt Nam của chúng ta hồi thời xưa, hồi thời 80-90 đó, là cái khu đó rất là bất an ninh. Thì khi mà họ thành lập ra một cái nhóm kêu là Midtown Management District, thì cái người mà chủ tịch của cái nhóm đó là hiện tại bây giờ vẫn còn có một cái nhà hàng rất là thành công ở khu đó. Thì cách đây khoảng chừng 6 tháng trước thì Steve Lay có một cái cơ hội để mà ngồi xuống trò chuyện với ông ta, thì ông ta mới kể lại là hồi lúc mà ông ta mới là vừa lên làm chủ tịch của khu đó thì ông ta cũng đi nói là những chủ thương mại là nếu mà có gì mà bất ổn, mà bất an ninh thì nên báo. Thì ai cũng nói cái câu y hệt như vậy đó, là tôi báo rồi khách không tới nữa thì sao. Nhưng mà ông nói là ngược lại, thì khi mà ông khuyến khích họ báo, họ càng báo thì cái sự an ninh nó là càng tốt.
là khách là càng đến nhiều hơn. Ừ. Mà khi mà mình nói ra cho khách biết là à, chỗ này lúc trước bị bất an ninh, bây giờ chúng tôi sửa đổi bằng cách nào, chẳng hạn như là thêm an ninh, thêm cảnh sát vân vân, thì người dân hoặc người khách của mình họ nghe đó là họ cảm thấy họ tin tưởng là họ đến cái khu thương mại đó mà họ feel comfortable hơn là nếu mà không có mấy cái chuyện đó. Yeah. Thành ra Steve Lee khuyến khích những chủ thương mại có thì phải báo, mà báo không phải là nó hại mình mà báo actually nó giúp mình. À, cũng giống như là bằng chứng ở thấy Midtown bây giờ là một cái chỗ rất là phồn thịnh, yeah, một chỗ rồi. Rất là nhiều thay đổi rất này. Là nhiều so với 20 năm trước thôi. Đúng vậy. Dạ. Thì Thùy Nhung hy vọng là ở trong cái khu vực Bel Air của mình cũng vậy, là không phải chỉ có một chủ cơ sở thương mại nào đó, tại vì nó là một cái shopping center và mình để cho cái khu vực đó nhìn nó không có còn bị hoang vu, nhìn nó không có còn an toàn nữa, thì hy vọng là tất cả những cái chủ cơ sở thương mại hãy cùng chung tay với nhau và có thể là report lên cảnh sát là trong cái khu vực của mình, trong cái plaza của mình hiện nay là hay có những cái người nào đó hay đi vòng vòng trong plaza hay là những nhân vật khả nghi, phải không anh ạ? Đúng. Thì mình báo cho cảnh sát biết, rồi mình báo cho cảnh sát mình gọi 911 hả anh, hay mình gọi 911 là tốt nhất. Okay. Khi mà có cái nào emergency là 911. Yeah. Thì cũng như Thùy Nhung giới thiệu vào trong cái chương trình mà chúng ta sắp sửa có trong cái ngày 2 tháng 2 tại Ocean Palace, thì đây là một cái chương trình mà bên văn phòng nghị viên của Steve Lee muốn kết nối, làm cái cầu nối giữa những chủ thương mại người Mỹ gốc Việt của chúng ta với lại bên cảnh sát. Thì ngày đó là Steve Lee có mời ông trưởng cảnh sát là Chief Acevedo cộng với lại những người Associate Chief mà bên văn phòng đã thường làm việc chung, cộng với lại hai người captain gốc Việt của chúng ta và hai người captain của hai cái chủ đồn tại bên Midwest và bên Westside của tại gần khu Bel Air. Thì đây là một cái cơ hội cho những người chủ thương mại có một cái đêm mà có thể đến để mà gặp gỡ cũng như là học hỏi thêm về cách mà để giữ an ninh cho trong cái khu thương mại của mình, và cũng như là cho những người captain cũng như là những người chief của bên cảnh sát cũng quen biết cho cộng đồng chúng ta, khi nào mà chúng ta có một cái gì rắc rối hay là có gì thắc mắc có thể liên lạc họ dễ dàng hơn. Dạ vâng, đây là một cái ngày mà Thùy Nhung nghĩ là tất cả các chủ cơ sở thương mại có thể đến gặp gỡ với nhau, cùng chung tay và cũng cùng góp một phần tiếng nói của mình để nói lên cho cảnh sát biết là chúng ta đang cần sự giúp đỡ của họ, đúng không anh hả? Đúng. Và ngày này một lần nữa Thùy Nhung xin được nhắc lại là ngày 2 tây tháng 2 buổi họp mặt này mình sẽ được tổ chức ở tại Ocean Palace vào lúc 6 giờ tối. Tất cả các cử thương người Việt của chúng ta, nếu mà quý vị nào không nhận được cái giấy thư mời thì quý vị cũng có thể cầm business card của mình đến để chứng minh mình là chủ cơ sở thương mại. Chương trình này thì mong quý đồng hương thông cảm là chúng tôi chỉ mở ra cho các chủ cơ sở thương mại để cùng đến và họp mặt, cho nên là không phải là mở rộng cho public, nhưng mà mở rộng cho tất cả những người nào là chủ cơ sở thương mại ở khu vực Bel Air hoặc là những khu vực khác. Nếu quý vị cần tìm hiểu những cái thông tin làm sao để mà giữ cho cái khu vực của mình, cho cái cơ sở thương mại của mình được an toàn, và cần phải làm gì nếu có chuyện xảy ra, thì quý vị hãy nên đến với cái buổi họp mặt này vào lúc 6 giờ tối ngày 2 tháng 2 tại Ocean Palace. Và trước khi chúng ta rời làn sóng màn hình thì không biết anh Sim muốn gửi lời nhắn nhủ gì đến vậy quý đồng hương của chúng ta không ạ? Dạ, cảm ơn quý khán giả của đài Vietface TV. Steve Lee rất là hân hạnh để mà làm một cái cầu nối giữa cộng đồng của chúng ta và bên sở cảnh sát của thành phố Houston. Thì thật sự ra người Mỹ gốc Việt của chúng ta lúc nào cũng là những người mà làm rất là cực khổ và cũng chịu khó làm việc, nhưng mà không có mở lời để mà complain nhiều. Thì đây là một cơ hội để mà cho những chủ thương mại đến để mà gặp gỡ, để sau này mà có một cái gì khó khăn rắc rối gì đó thì cũng dù sao đi nữa mình quen biết được những người trưởng đồn của mấy bó cảnh sát cũng như là những người chief và captain của những cảnh sát, và cũng một cái cơ hội để mà gặp hai người captain mà gốc Việt của chúng ta rất là hãnh diện, là trong cộng đồng của chúng ta cũng được là hai người captain. Thì Steve Lee xin mời tất cả những chủ thương mại đến để mà ủng hộ chương trình này, bởi vì đây rất là hữu ích cho cộng đồng của chúng ta. Một lần nữa là ngày 2 tháng 2 tại Ocean Palace 6 giờ, Steve Lee xin kính mời.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi chương trình. Và một lần nữa, Thùy Nhung hy vọng rằng cộng đồng của chúng ta ở tại Houston, người Việt ngày càng lớn mạnh, thì chúng ta hãy dũng cảm hơn và mạnh mẽ hơn trong những cái vấn đề mà tẩy chay những cái vấn đề tệ nạn xã hội ở trong khu vực của chúng ta nhé. Xin mời tất cả các chủ thương mại, tiểu thương hãy đến với cái buổi hội nghị này Ocean Palace ngày 2 tháng 2 lúc 6 giờ tối. Thùy Nhung cùng nghị viên Steve Lê xin kính mời quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào trong ngày 2 tháng 2.